Những ngày đầu tái lập Văn Giang là một huyện thuần nông, đời sống kinh tế xã hội còn rất nhiều khó khăn. Song với sự quan tâm đầu tư của tỉnh cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đến nay huyện Văn Giang đã đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, trở thành địa phương có nền kinh tế phát triển đồng đều, toàn diện. Năm 1999, Văn Giang được tách ra từ huyện Châu Giang. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, cơ sở vật chất, hệ thống giao thông thiếu và xuống cấp. Sau hơn 25 năm tái lập huyện, Văn Giang đã có bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Bên cạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, diện mạo đô thị của Văn Giang hiện có sự thay đổi vượt bậc so với các địa phương khác trong tỉnh. Ngoài đô thị Eco Park, hiện nay huyện Văn Giang đang triển khai 8 dự án với tổng diện tích quy hoạch khoảng 2,2 nghìn hectare, quy mô dân số theo quy hoạch khoảng 260 nghìn người, có hệ thống hạ tầng hiện đại, biến Văn Giang dần trở thành là một trong những trung tâm văn hóa, cảnh quan, du lịch, thương mại, dịch vụ của tỉnh. Kinh tế nông nghiệp đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, trong đó có trên 1.350 hectare hoa cây cảnh được trồng nhiều tại các xã Xuân Quan, Liên Nghĩa, Thắng Lợi, Mễ Sở và thị trấn Văn Giang. Hiện giá trị thu nhập trên 1 hectare canh tác trên địa bàn huyện đạt trên 350 triệu đồng, tăng gấp gần 11 lần so với năm 1999. Thu nhập bình quân đạt 88,5 triệu đồng một người một năm, cao hơn mức trung bình của tỉnh. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã mang lại diện mạo đổi mới, khang trang ở hầu hết các xã thôn. Đến nay, huyện đã cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4. Đây chính là động lực để Văn Giang tiếp tục phấn đấu xây dựng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 3 vào năm 2025.